Điểm tin trưa ngày 30 tháng 5 năm 2024. Hà Nội cháy nhà trọ lúc rạng sáng, 9 người may mắn thoát nạn. Sáng 30 tháng 5, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông cho biết, lúc 5 giờ 33 cùng ngày, tại ngôi nhà dân kết hợp cho thuê cao 3 tầng ở số 7 phường Phú Lương, quận Hà Đông xảy ra vụ hỏa hoạn. Theo cảnh sát, đám cháy xuất phát từ tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, diện tích đám cháy khoảng 20m². Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Sau khoảng 3 phút, đám cháy được dập tắt. Sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Hà Đông đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm người bị nạn. Thời điểm cháy, người dân xung quanh hiện trường đã cứu được 2 người trong nhà đưa ra ngoài. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu được 3 người đưa ra khỏi đám cháy và có 4 người tự thoát nạn sang nhà bên cạnh. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Công an vào cuộc vụ trẻ mầm non ở Thái Bình nghi tử vong trên xe đưa đón. Tối 29 tháng 5, một lãnh đạo thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình xác nhận cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân một trẻ mầm non học trường mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2 đóng trên địa bàn xã Xuân Phú, thành phố Thái Bình được phát hiện bên trong xe đưa đón của nhà trường vào chưa cùng ngày và đã tử vong. Theo thông tin từ một phụ huynh có con học tại trường mầm non tư thục Hồng Nhung cơ sở 2, vào chiều 29 tháng 5, người nhà của một học sinh 5 tuổi đang theo học tại trường này đến đón con mình nhưng không thấy con nên báo với cô giáo. Thế vậy, phụ huynh cùng giáo viên đi tìm. Khi mọi người phát hiện cháu bé bị bỏ quên trong ô tô đưa đón nên đập cửa đưa cháu bé đi cấp cứu. Công an thành phố Thái Bình đã cử cán bộ đến hiện trường làm việc với nhà trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Một phụ nữ bị tường đổ sập vùi lấp ở Đồng Nai. Một sự việc xảy ra vào trưa 29 tháng 5 tại công trình thi công cống thoát nước đường Nguyễn Văn Huyền, khu phố 4, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Theo thông tin ban đầu, bà Hoàng Thị Xứng đang đứng trên nền đất nhà mình gần chỗ công trình thi công mương thoát nước do công ty cổ phần vận tải 68 thực hiện thì bất ngờ chỗ thi công mương thoát nước sạt lở. Ít giây sau đó, bức tường nhà bà Xứng đổ sập xuống mương nước kéo theo bà rơi xuống mương. Người dân xung quanh phát hiện và cùng xuống mương đào đất, đá bê tông đưa bà Sướng đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện Trảng Bom. Bà Sướng bị đa chấn thương nặng phần đầu. Cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân sự việc. Động đất ở Yên Bái, người dân cảm nhận rõ rung lắc. Chiều 29 tháng 5, thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu cho biết lúc 8 giờ 9 phút 3 giây ngày 29 tháng 5, tức 15 giờ 9 phút 3 giây giờ Hà Nội. Một trận động đất 3,5 độ xảy ra tại khu vực huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Theo nhân chứng, thời điểm xảy ra trận động đất tại một số xã ở Hà Giang, Tuyên Quang, người dân cũng cảm nhận rõ rung chấn. Trước đó vào 16 giờ 16 ngày 27 tháng 4, tại huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang xảy ra trận động đất 4,0 độ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Quảng Nam, thầy bói cúng giải phong, lừa hơn 100 triệu đồng tiền làm lễ. Chiều 29 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Kim Nguyệt, sinh năm 1983, trú xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối năm 2023, Nguyệt nuôi cháu ngoại ốm tại một bệnh viện ở thành phố Tam Kỳ và gặp chị N là nhân viên của bệnh viện. Sau thời gian nói chuyện, nhận thấy chị N là người tin vào việc cúng bái nên Nguyệt nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của chị N. Đến khoảng tháng 4 vừa qua, Nguyệt tự giới thiệu với chị N bản thân là thầy bói, có khả năng nhập vong, giải phong, giải căn, bốc mộ cầu siêu. Nguyệt nói nhà chị N có vong, mộ lạc dưới nền nhà. Nếu không làm lễ cúng giải hạn thì gia đình sẽ gặp chuyện không may mắn. Tin lời Nguyệt, chị N đồng ý cho đối tượng cúng giải vận hạn, bốc mộ. Sau khi thỏa thuận, Nguyệt yêu cầu chị N chuyển số tiền 8,5 triệu đồng để mua đồ cúng giải hạn. Những ngày sau đó, lợi dụng sự mê tín của chị N nên nhiều lần đối tượng đưa ra thông tin không đúng sự thật, yêu cầu chị N chuyển tiền để làm lễ cúng giải vận hạn cho chị N và gia đình. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, Nguyệt đã chiếm đoạt của bị hại tổng cộng hơn 100 triệu đồng.